À, chết tiệt, sao các ngươi lại đuổi ta đi chứ? Ta cũng là đồng loại của các ngươi mà. Nhìn thoạt qua ngươi giống như là loài TV Man bọn ta vậy, nhưng khi kiểm tra DNA dân số thì phát hiện ra ngươi là không phải. Ta không phải là TV Man, vậy ta là loài nào chứ? Đó là chuyện của ngươi, ngươi mau cút xéo khỏi đây đi, nếu không được trách bọn ta độc ác. Không, không, bây giờ ta biết đi đâu chứ? Từ nhỏ ta đã được sinh ra ở đây, ta đã sống với các ngươi, ta đã làm nhiều điều tốt, không làm hại tới ai cả. Sao các ngươi lại? Đó là quy luật mà tay thần TV Man chúa tể ở đây đã đặt ra, không có ai dám cãi lời đâu. Còn ngươi, ngươi lì à? Được, vậy bọn ta sẽ cho ngươi một bài học. À, đau quá, đau quá. Được rồi, các ngươi muốn đuổi ta đi thì ta sẽ đi. Thật đáng ghét, bọn chúng thật tàn nhẫn. Nhưng rốt cuộc mình không phải là một TV Man thì mình là loại nào chứ? Bây giờ biết đi đâu đây? Biết đi đâu đây? À, tiếng gì vậy? Khốn kiếp, là lũ quái vật chuyên ăn thịt các TV Man. Khốn kiếp, chạy xa ta ra, chạy xa ta ra. Mau lên, chuồn khỏi nơi này thôi. Mình sẽ tìm một chân trời mới, tự sống cho riêng một mình mình. Khốn kiếp, mau biến đi. Chết tiệt, cái lũ quái vật này, ta không phải là con mồi của các ngươi. Các ngươi đừng hòng xé xác được ta. Các ngươi càng lại đây, ta càng giết chết các ngươi đó. Thoát rồi, chạy thôi. Thứ nhất chết kia, ngươi to gan dám giết chết mấy đứa con của ta. À, ngươi định chạy hay sao? Ta sẽ bắt ngươi về làm thức ăn của ta. Chết tiệt. Mình ở đâu thế này? Không lẽ đây là ổ thức ăn của thứ gớm ghiếc đó? Sao nhiều thi thể của TV Man thế này? Đau quá. Hả? Con người còn sống hay sao? Này, ai vậy? Ai còn thở đúng không? Hả? Không phải ngươi vừa được lũ quái vật đó đem tới à? Ngươi cũng còn sống hay sao? Ai? Đúng vậy, nhưng sao nhìn ngươi to lớn uy dũng thế kia lại bị bắt bởi lũ quái vật đó chứ? Không phải như ngươi nghĩ đâu, mà ta từ một nơi xa xôi tới đây, ta đã trải qua cuộc chiến kinh hoàng trước đó. Người ta bị thương, khi tới hành tinh này ta đã không còn sức lực, nên lũ quái vật đó nhân cơ hội tha cơ thể ta về đây. Cái gì? Ông không phải là sinh vật ở hành tinh này à? Nhưng khoan, sao nhìn ông giống như là một tay thành TV Man vậy? Ta không phải là loại TV Man, mà ta thuộc về loại Rhythm Man, tay thành nhịp điệu. Còn ngươi là ai? Sao bị bắt vào đây? Tôi cũng không biết mình là ai nữa. Tôi được sinh ra và lớn lên trong thế giới TV Man ở hành tinh này, nhưng sau đó họ bảo tôi là không phải giống loài của họ. Họ đuổi tôi, tôi phải đi lang thang thế này đây. Cái gì? Cậu sống trong thế giới TV Man từ nhỏ, nhưng không phải là loại của bọn chúng à? Không lẽ cậu ông biết về nguồn gốc của tôi hay sao? Tôi tới đây là để tìm cậu đó. Mấy năm trước, khi cậu vừa sinh ra đời, thế giới Rhythm Man đã xảy ra nội chiến. Cha của cậu, tức là chúa tể của Rhythm Man, vì muốn bảo vệ giọt máu hoàng gia cuối cùng nên đã gửi cậu tới đây sống trà trộn vào loài TV Man. Cái gì? Vậy tôi là một Rhythm Man à? Hay quá. Nhờ ơn trên phù hộ, tôi thật là may mắn khi gặp được cậu ở đây. Mau lên quay về hành tinh của chúng ta để kế thừa quyền lực của cha cậu, nếu không sẽ trễ mất. Rốt cuộc ở đó đã xảy ra chuyện gì chứ? Khi cậu trở về, cậu sẽ biết tất cả. Chết tiệt, nhưng bây giờ người tôi bị thương nặng quá, tôi không thể đưa cậu về đó được. Mau lên, hãy lại đây,
hấp thu năng lượng của tôi đi. Cậu sẽ trở nên mạnh mẽ và có khả năng dịch chuyển về đó. Nhanh lên. Nhưng mà ngươi sẽ... Đừng lo cho tôi. Tôi sẵn sàng hy sinh vì loài phi tầm chúng ta. Ta xin lỗi. Được rồi. Ta sẽ không khiến ngươi thất vọng. Ta sẽ quay về hành tinh Ri Tâm để kế thừa quyền lực của cha ta. Khai mau, tình chúa tể Ri Tâm của các ngươi đang ở đâu? Lũ bồ câu đáng ghét. Bọn ta có chết, bọn ta cũng không khai ra đâu. Mau, hành hạ cho bọn chúng đến khi nào bọn chúng khai ra thì thôi. Đây là quê hương hành tinh của mình hay sao? Hổ kiếp, kia là lũ quái vật bồn cầu đang hành hạ những thuộc hạ của cha mình. Chết tiệt, mau dừng tay lại. Chết đi. Lũ Ri Tâm Monster đáng ghét đi. Chúng mày có khai không? Hả? Kẻ nào dám to gan gọi bọn ta dừng lại vậy? Chết tiệt ở đằng kia. Đúng, chính là ta. Ta bảo lũ khốn kiếp các ngươi mau dừng lại. Tại sao các ngươi lại tấn công thuộc hạ của cha ta chứ? Hả? Gì thế này? Thuộc hạ của cha ngươi à? Không lẽ ngươi là con của tên chúa tể Titan Retaman đó? Hay lắm. Vậy thì bọn ta sẽ xé xác ngươi, hút lấy toàn bộ sức mạnh của ngươi. Chết tiệt, cái lũ khốn kiếp bộ câu đây. Tại sao các ngươi lại tấn công lợi của ta chứ? Bởi vì loại Retaman của các ngươi chứa nhiều môn sức mạnh. Đã vậy ngươi trải qua một cuộc nội chiến, chúa tể của các ngươi và các chiến binh bị thương khắp mọi nơi. Bồn cầu bọn ta nhân cơ hội này sẽ sang bằng tất cả, hút sạch năng lượng của loài các ngươi và thay thế loài các ngươi thống trị thế giới này. Mẹ kiếp, thì ra đúng là một cái bọn thừa nước đục thả câu. Chết hết đi lũ khốn kiếp. Chết đi, thứ này mạnh quá. Mình làm được rồi. Mình thật là mạnh. Này, các Ri Tâm Monster, các ngươi có sao không? Tôi không sao. Người thật sự là giọt máu của chúa tể Titan Ri Tâm. Đúng vậy. Vậy bao lên đi tìm ông ấy ở khu rừng phía bắc. Ta biết rồi. Con trai của ta đã về chưa? Các ngươi đã đưa nó về chưa? Chúa tể, xin ngài hãy bình tĩnh, đừng có kích động. Chúng tôi đã cử một chiến binh vô cùng tinh nhẹ Ri Tâm Man của chúng ta đến hành tinh của loài TV Man, rước cậu ấy về rồi. Chắc sẽ về ngay thôi. Sao cả gần nửa tháng rồi mà ta chưa nghe tin tức gì? Ta chịu không nổi nữa rồi. Trải qua cuộc nội chiến kinh hoàng đó, người ta bị thương nặng rồi. Nếu không có ai kế thừa, thế giới Ri Tâm Man này sẽ nổi loạn. À, cuối cùng cũng tới. Chết tiệt, kẻ nào to gan dám xâm nhập vào đây? Hả? Là chiến binh Ri Tâm Man mà chúng ta đã cử tới đem con trai của chúa tể về mà. Cuối cùng người cũng đã về. Con của ta đâu? Cha ơi, là con đây. Gì chứ? Không lẽ? Đúng vậy. Con đã lớn lên trong thế giới TV Man ở hành tinh đó. Bọn chúng còn hắt hủi con. Nhưng cũng may, con gặp được chiến binh Ri Tâm Man. Cha đã cử tới rước con. Ông ấy đã hy sinh để con hấp thu năng lượng của ông ấy, rồi biến đổi thành to lớn thế này. Con tìm mọi cách quay về đây đó. Tốt lắm. Mà lại đây, kế thừa toàn bộ sức mạnh của cha, rồi tiếp tục thay cha thống trị thế giới Ri Tâm Man này, đánh đuổi lũ quái vật bồ câu. Gì chứ? Là hấp thu năng lượng. Nhưng con làm vậy, cha sẽ không còn trên đời nữa. Đúng rồi, lũ quái vật bồn cầu, con đã tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng rồi. Không phải đâu, lũ quái vật bồn cầu còn rất đông, phải tiêu diệt được tinh chúa tể khổng lồ của bọn chúng. Nhanh lên, tránh ra lệnh cho con đó. Nhanh đi. Con xin lỗi cha. To quá, khổng lồ quá.
nào, mau theo ta lên đường giết sạch lũ bồ câu. Bọn ta có chết cũng không nói là chỗ của chú tể bọn ta đâu. Cái gì? Đúng là những kẻ ngu ngốc không biết thức thời. Thời đại của loài Rhythm Man chúng mày đã kết thúc tại đây rồi. Bây giờ lũ bồ câu bọn tao sẽ lên thống trị. Trước sau gì bọn tao cũng tìm ra tên khốn đó, hấp thu sức mạnh sạch sẽ của chúng mày. Cuối cùng đi tìm mãi cũng phát hiện được vị trí của tên chúa tể bồn cầu rồi. Lũ khốn kiếp, các ngươi đừng hòng kết thúc thời đại của Rhythm Man bọn ta. Mẹ kiếp kẻ nào mày? Như thế này là tên chúa tể Rhythm Man à? Chết tiệt, ngươi bị thương vì trải qua cuộc nội chiến rồi mà. Người nói không sai, nhưng đó chính là cha của ta. Ta chính là con của mày. Ta quay về đây để kế thừa mày và trở thành đấng cứu thế cứu lấy nơi này. Chết thuộc hạ của ta. Kiếp, ngươi dám giết bọn chúng trước mặt của ta, ta sẽ bắn ngươi thành trăm mảnh, hút sạch năng lượng của ngươi. Thứ rác rưởi như ngươi đủ sức mạnh để làm điều đó hay sao? Xuống địa ngục trở thành nô lệ cho cha ta đi.